cho gì đấy ghép ghép user và root của hai cách thôi. Cái thứ nhất là gì, nháy đúng vào root không, sau thì ghép member đó, và root member thì ghép user là view object user đó. Hai cách, cái thứ nhất là nháy vào root này, sau thì vào member thì ghép member vào. Ở đây chúng ta sẽ làm một cái bản đó, member là ghép này cái thứ hai là gì, chuột phải vào cái user đấy chọn ép một lúc thôi, hai cách đây có một lúc là đi vào cái cách tạo được. Sau khi một user tạo xong thì ép vào lúc thì mình copy nhé, để nó copy các thông tin đấy. Đây là một thứ là hai thì
mà ví dụ công ty mình có mấy thằng IT không, mấy thằng mới vào cái gì xoé bét như thế thì cái đấy và cái đấy cũng là quan trọng. Tất nhiên mình có cái đặc thù này, tất nhiên mình sẽ cổ tay đi từ bỏ đấy để khi mình xóa thì nó qua đi mình xóa nó ẩn tại nhau này, nó ẩn bằng cái hàm lớp mình biết thì mình bỏ đi. Xong rồi xem liệu đi, thầy nói qua chút cái quyền của xem hết rồi. Thank you.
tên
từ cha nó sẽ kế thừa đến con. Ở đây cha của mình là data, con là nhân sự kế toán giám đốc. Ở trong các kế toán công chức thì có các con khác mà do người giám đốc làm, đó có rất nhiều các thứ con ở trong đấy. Thì gì data cha không đấy, mình phân quyền thì nó như này thì con đứa sẽ kế thừa cho cái thằng con kế thừa hết quyền của cha này. Đấy là đây nhất. Thứ hai là NTS ấy. Nó có hai kiểu quyền, nhóm quyền cơ bản và nhóm quyền cao nhé. Nhóm quyền đặc biệt đấy, nó là standard và special đó. Đấy, nó là quyền cơ bản và standard thôi. Đấy, standard và special. Special đấy, rồi đó. Quyền đặc biệt và quyền cơ bản. Đây chúng ta cùng nhìn sau đặc biệt. Ví dụ group nhân sự thì có quyền thêm sửa xóa, kế toán thì tăng tương tự kế toán thì nhân sự nhiều, nhân sự thì thêm sửa xóa và giám đốc tăng gì kế toán thêm sửa xóa giám đốc tăng như thế. Thì lấy quyền đó thì thằng này làm được đấy, thằng sky rất là được. Nhưng mà gì chỉ người nào tạo ra gì chỉ người nào tạo ra mới xóa đi mới có thể xóa được đó, tạo ra thư một file. Còn những người khác ấy, ví dụ nhá, thầy phân quyền cho gì kế toán quyền thêm sửa xóa tức là modify đó, modify thì tí demo một cái modify mà xóa hết thì thằng này không làm được chuyện chuyện nâng cao đấy, thì phải thêm cái tiền người ta đi vào thì nhóm người dùng kế toán có thể thêm sửa xóa thêm sửa. Nhưng mà chỉ xóa được cái này không chẳng hạn, còn đặc biệt là các bạn sửa xóa thì đây là phần phần đặc biệt nhá. Có hai nhóm quyền, nhóm chuyên chuẩn và nhóm đặc biệt. Đây thì chúng ta có quyền chuyển lại đầu tiên thôi. Thầy xem như vậy là sao, thầy xem như vậy là thầy vào không giá điều này này các bạn đây thì điều gì vậy, đây các bạn có thể dùng dữ liệu để xem dữ liệu đây có bao vòng nào không. Lý do là gì? Mình đang share quyền share với tất cả mọi người đều thể vào được, đúng không? Đấy là quyền share. Còn quyền ticket là nhóm user. User là sao? Tất cả người dùng thì tạo ra đều dùng nó ngay hết. Đấy. Thì mình có cái cách thứ nhất là gì? Để này, thứ hai là sao? Xóa đi. Edit này nó xóa user như trong những gì đó. Muốn xóa hay xanh ít nên bù cái thừa thôi. Cái này đang kế thừa của gì? Cái thằng data này đang kế thừa gì của thằng gì? Của D. Các bạn nhìn volume D nhé, nó cũng có phân quyền không? Nhưng gì? Có phải user đang có quyền này không? Thì thằng gì? Thằng data là thằng con của volume D. Mà volume D đang có quyền vậy thì thằng data là thằng gì đang kế thừa user có quyền và this đó để đọc. Đấy, trong kinh nghiệm thì chúng ta đi làm chuyện này làm ở trong mình bóp không giám đốc ở trên giám đốc nhá, điều khiển giám đốc này nó kinh gì tất cả mục đích của thầy là chỉ muốn giám đốc có quyền giữ quyền đấy, còn mọi người khác không có thể vào được. Đấy, thì sao bây giờ thì xóa cho mọi người không thì vừa đủ trang muốn xóa cái gì vào ban nhé, ban là biết thì đủ cái gì đấy, đi nơi từ người đi được đi được, còn bước nhé, còn bước là giữ nguyên các cái đối tượng khác muốn xóa nếu mà mình mua thôi, ok, sau đó thì sao, edit bây giờ xóa luôn, xóa nguyên cơ rồi không, vào ghép đi, ghép xóa được rồi, được, làm mất gì đâu, hồi phai. Modify nó đấy. Đây có quyền cơ bản đó các bạn. Đây là quyền cơ bản standard đấy. Còn special cứ tích ở đây. Cô chỉ write này, write là đi vào đâu, click vào đâu. List folder and content là liệt kê các cái file folder trong thư mục. Cô đọc vào thứ gì không? Đọc vào đọc vào chung rồi thứ gì là ví dụ các cái file trong EDL bát không thể chạy. Thì phải skill. Thì đây là quyền cơ. Còn modify là sao? Mấy cái này thế thầy hỏi nhá, quyền modify và quyền write này các em làm, các bạn biết không?
đọc thì rõ rồi, cứ đọc thôi. Còn nói anh ấy modify cho em được đọc ạ. Đúng anh thì ghi dữ liệu vào. Biết được không xóa được. Ghi vào không xóa được. Vâng, một đôi file có thể là thêm sửa xóa được. Đấy, thì thường thường làm tốt thì cho file còn gì. Full control là sao các bạn? Nên cần này. Bây giờ thì thử full control nhé. Full control thì nó bây giờ mà cái thằng giám đốc này sau khi nó vào full xe nó tuổi phải của người thôi, nó trên được người các xử các cái đoạn mình là chính bản đoạn mình đi đặt các đoạn nó quyền trên quyền đó là cái đoạn xịn tức là nó bị lấy từ nó được đặt không nên là cho thu nhé mình bị môi phai được nó có thể thêm sửa xóa được phút nữa là quyền đoạn mình ấy không có chuyện gì từ khi mà nó được đó ta là từ phun ta hoàn toàn nhất phải mày đó thực ra trong hệ thống mạng thì anh em mình là có nhất rồi thằng gốc phải xin phép nó vào cái gì xin phép mà chỉ cần nó không bảo sao không có biết phải mày gì nếu không nhận thì tao đó nên không nên kể nó gốc không cần phun nhé cho mình hai đấy rồi thì phun à đi đến cái rồi nó đã cái chưa rồi em rồi thì bán thư nhá rồi phải cái đó này ưu tiên phân ban này bỏ cái người chọn con tốt này ok này ok mà vào đây để xóa đi. Xóa đi thư đi ép nhóm đi thứ ba. Cái này sao ở bên kế toán này cũng có được hoạt động. Em có quyền từ ngoài thì kiếm được. Đấy thì có cái test nhanh nước cũng là gì. Đấy. Ngoài ra là gì? Kế toán thì là môn khai của mình. Thế là nói thôi. Đề bài là giám đốc thì giám đốc thì nó phải nít đâu. Nó bị nó nít rồi. Ok. Chúng ta nên xử thế nhé. Còn cái toán thì mới đi toán thì là mới khai tất cả biết đầy đủ cái người cũng rất ok và cái đấy xóa như người ép thì đánh đốc sao đấy thẳng đốc thẳng đốc của cái mình thích thì giám đốc muốn xem tài liệu của các bạn khác còn thì nhân sự thì ra bốn nhân sự thì mới khai là thêm được xóa. Rồi, với quyền này sao? Bây giờ các bạn thử đi bảy nhé. Các bạn đi bảy. Đấy. Thì các bạn có thể gì? Vào hình. Vào số sổ này để kiểm định của hai server. Đây là 10/2/2. Vào đây bạn đăng nhập không? Anh em thì bây giờ chúng ta sử dụng thì vào cái toán trước nhé. Cái toán 1 này. Toán 1 này. Vâng. Ok. Toán dữ liệu. Toán 2 này. Giờ thì vào toán 1 này. Toán thì ok rồi. Rồi vào nhân sự này. Không ok rồi. Toán thì vào. Cái toán thì có. Chúng ta toán dữ liệu. Thế đây là đăng nhập của cái toán 1 không? Vâng. Tài liệu của cái toán 1, đúng chưa? Đây là cái tạm cái file ở đây, cái Excel ở đây. Đây là cái tạm nhập cái file. Như vậy, không? Không. Kế toán này, đăng nhập cái toán 1. Rồi, giờ đây thời gian nhé. Thời gian các bạn này bây giờ vào thì nó không xóa cái của mình này, nhớ được xuất xử lắm. Vì thầy đã có thiết kế đơn giản, script đơn giản này rồi. Các bạn chú có đánh được này add user anh ta sao số b là cái gì số ít biết là y là không không hơn thì các bạn hỏi ít thì nó sẽ hỏi em ơi hơn có thể bỏ tay xuống được không thank you nhé giờ thì vào lại cái file server này muốn đăng nhập thì được cái người khác không nó cũng nhận nhận là cái là một này muốn bật tên số đăng nhập ấy xác thực đi đó thầy muốn xóa sự gì thầy vào CMD nhé net view sao được chưa trừ D là xóa rồi nếu không có chữ Y thì nó sẽ phải có phương này để hơi trừ D nhé thì là phải biết hay không thì có biết này đó chứ nếu mà thêm thì trừ D cái trừ Y thì nó không mỏi nữa được chưa nó không mỏi nữa
sau khi xóa này thì xong thì các bạn vào được không? Còn lại nó sẽ hỏi lại đi. Vậy rồi chúng tôi nhập cho mình nhập cái bản tag hết. Đây là cái mấy chip tinh nhỏ thôi, không quan trọng gì thôi. Đây, cái user sao thôi. Cái user sao cách ra thuộc D, thuộc dấu sắc nhé. Cách ra thuộc I. Là được. Bây giờ thì vào cái bản tag nhé. Để vào cái này cũng như một quyền được không? Nhân sự một quyền. Được quán thì giờ đi. Để tạo một cơ đường. Vào quán 2. Em thấy nhưng mà biết tiếng Anh sơ rồi em không vào. Đấy 6 lỗ này được tạo một đi. Được chưa? Được. Đấy, thì đã vào cái bàn tay 6 lỗ này được tạo một đi. Tiếp chưa? Rất nguy hiểm, vì bàn tay không nhóm hết toán, tên muốn thay mà. Vâng. Đây gọi là phân gần mấy cái này. Nhóm kế toán của em chụp lại CP nhé. Là gì? Kế toán đã có cái mối khác. Mà user kế toán 1, user kế toán 2 đã không nhìn nhau. Từ nhóm của kế toán của kế toán nhé. Đấy, thì là cái standard là không làm được việc rồi. Chỉ người nào tạo ra tài liệu thì xóa được. Nên là mình phải áp dụng thêm cái quyền special nhé. Xong này. Xong luôn nào. Nếu em không vào được điểm thì phải đến tôi đi xuất kiếm sổ sổ thì có biên này Thứ trước đã cần xe cho tôi cần xe cho tôi cần xe cho tôi đó là rồi còn là sao nó bảo là đông nhỉ? Vì em đã đông, em đã đông rồi mà em hỏi gì? Không đây nó bảo không em đã bảo cái đó một hai. Ừ thì mình là chung chung. Cách nào để kết nối vào được cái phần xe user là gì sổ IP luôn. Vào đâu? Tức là cái lúc mà mình muốn kết nối Win 7 muốn connect rồi. À, đánh IP của cái máy này. Đây sụp IP luôn. Không được nhá. Đây nhá. Cái gì? Nam. Đây, sao anh vừa vào đây thì vào. Sao anh nhầm nhỉ? Sao lại IP bên này chứ đúng không? Rồi. Ok chưa? Phân biệt được cơ bản thì nhỉ? Thôi thôi. Ban nào thì ban đấy. Được thêm sửa soạn. Đúng rồi, như này là tự đăng nhập vào đúng không ạ? Đăng nhập vào Suzuki. À, Suzuki. Cái quyền của cái này là nó với tất cả. Wi-Fi là thêm sửa soạn. Oh shit. Ok, data không? Ở data thì sao? Data thì mình chỉ xe không thôi, còn security để bảo định. Để cho nhóm user có quyền tự vào tất. Sau đó vào từng dữ liệu từng phòng thì vào đồng ý đấy. Đây em đang ở data này. Nó sáng sáng. Không thì được, không thì quay cách một em xóa user em ép từng cái. Đây có cả một cái user để quán thừa còn biết. Trong này. Ừ. Ở đâu đây làm đó này. Đầu tiên em
đi cái bộ cái tiến rồi tao xóa đi tao edit tao edit tập user xóa đi đây duy trì hai vào được đúng không em là đốc rồi rồi nhà đốc anh để cần gì đấy đốc tích rồi đốc ok không sai rồi ok không vấn đề xong xong là đây xong vào cái đó từ từ anh chỉ cho giám đốc quyền viết thôi còn gì giám đốc em là mua sai này đấy giám đốc em chỉ cần viết thôi giám đốc phải đặt tài liệu mình không cho giám đốc bỏ mua sai bỏ sai thì có vấn đề gì không viết thì nó không có theo cả viết không hề gì đọc không còn có đây em cũng thêm quyền viết có theo đi đấy ba ngày gần nhau đấy đấy cái này là đốt của tôi làm thôi làm xóa user đi xóa group user đi ép group gì kế toán không tao ở khu vực kế toán ra kế toán thì modify được phần full. Các bạn thử phun vào xe xong các bạn vào thu xe bạn phải được trên quyền của người khác cho nên không nên cho phun nhân sự tương tự.